Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình lại ra chợ ve chai trên đường Lê Đại Hành nữa nè. Đường Lê Đại Hành, chợ ve chai ngay chỗ trước cổng trường đua Phú Thọ nha mọi người. Đó. Giờ mình sẽ ghé mình xem một số món hàng. Coi là gờ sóc này phải chính hãng không? Hả? Cái gờ sóc nè. Rồi hết này chấp dụng. Hai ba cái luôn. Mà không biết phải chính hãng không này. Xài gờ sóc không? Hả? Có từng xài gờ sóc không? Biết coi không? Có gì? Đồng hồ gờ sóc nè. Chơi tờ này. Không chưa từng chơi. Tôi cũng chưa từng chơi, tính mua chơi thử rồi nè. Thấy gờ sóc thấy đẹp quá mà không biết chính hãng hay không. Thấy con đẹp nè, con màu xanh đẹp. Quá trời. 300. Con bạn đó hả? Ừ. Cái này nè. Đẹp. Tính coi. Mày chưa từng chơi biết nó chính hãng không con này. Đinh nóc này như mở rồi. Vô hết đó, đây em thử luôn nha. Cái này hết pin sao mà nó không có điện tử gì không? Điện tử nó hết pin rồi, giờ bỏ pin vô. Còn cái máy kia nó còn pin. Nó đang chạy. Hai cục pin riêng nhau hả? Pin lớn, pin nhỏ. Này phải gờ sóc chính hãng ta. Có hàng Nhật mà. Mấy cái điện thoại ở ngoài đó có cái nào lên chứ cái này nè. Cái này có lên không? Cái này đẹp. Yeah.
à, quẹt. Quẹt, quẹt điện tử. Sạc á, mình phải sạc. Sạc vô cái cục sạc giống điện thoại vậy nè. Ghim vô cái cốc á. Này hết pin rồi. Sạc chưa? Lên không? Đó đúng rồi, mình đẩy cái đó ra là sạc đó. Này chắc hết pin rồi. Mình kéo xuống là bắt đầu nó đỏ lên. Nè đỏ mà, đang đỏ mà nè. Nè đỏ lên nè, thấy không? Đó đỏ lên nè. Có pin sẵn sẵn rồi đó. Khỏi mất công xào quẹt. Cứ lên ngon á, lên không có biết sao, gió bao nhiêu thì bà nó. Ừ, có pin. Ủa này là nào đây nè.